chào và cảm ơn quý khán giả đã chọn kênh HGTV để theo dõi tin tức Đông Tây được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Thưa quý vị, liên tiếp trong những ngày qua, các lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán liên quan đến găng tay y tế đã qua sử dụng. Việc dùng lại các găng tay này cho thấy sự nguy hiểm đối với người dân bởi có nguy cơ lây lan bệnh tật ra cộng đồng, nhất là trong lúc đại dịch COVID-19 đang tái bùng phát mạnh. Đừng vì hám lợi trước mắt mà quên cái hại tiềm ẩn. Báo động tình trạng người Trung Quốc nhập cư trái phép vào Việt Nam cùng với nhiều thông tin cập nhật về dịch bệnh sẽ được chúng tôi tổng hợp trong chương trình. Bây giờ, mời quý vị cùng điểm qua nội dung chính có trong chương trình Tin tức Đông Tây sáng thứ Ba ngày 4 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày 15 tháng 6 âm lịch. Thưa quý khán giả, trong những ngày qua, thiên tai, dịch bệnh, quạnh hành khiến cho cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý là bà con các tỉnh miền núi phía Bắc khi phải liên tiếp hứng chịu những cơn dư trấn mạnh. Trong vòng một tuần qua, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La liên tiếp xảy ra 22 trận động đất. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có cường độ 5,3 độ Richter đã gây rung lắc đến tận Hà Nội, Thanh Hóa mà chúng tôi đã từng thông tin. Sau ảnh hưởng của cơn bão số 2, địa phương này tiếp tục ghi nhận thêm một trận động đất mạnh 4 độ. Rất may là không có thiệt hại về người và tài sản. Qua nghiên cứu diễn biến động đất ở Việt Nam, Viện Vật lý Địa cầu kết luận, khu vực Tây Bắc có hoạt động động đất mạnh nhất và thường xuyên xảy ra. Do đó, việc xảy ra động đất liên tục như vừa rồi là bình thường khi tích lũy năng lượng đủ lớn. Tại cuộc họp bàn giải pháp đảm bảo an toàn hồ chứa sau động đất do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức mới đây, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, để tránh những rủi ro và phòng tránh động đất, lưu ý nhà cửa ở khu vực này phải thiết kế theo quy chuẩn kháng chấn của ngành xây dựng. Bên cạnh đó, người dân cũng phải được tập huấn nhuần nhuyễn về kỹ năng ứng phó, phải biết làm gì khi động đất xảy ra. Khu vực Tây Bắc trong lịch sử đã xảy ra những trận động đất rất mạnh, khoảng 6,7-6,8 độ Richter. Để chủ động phòng tránh thì cần phải xây dựng phương án một cách bài bản. Từ công tác quy hoạch đến xây dựng phát triển kinh tế xã hội, cần tính đến thông số môi trường động đất khu vực. Còn theo dự báo, trong những ngày tiếp theo, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa trung bình là từ 100 đến 125mm. Khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to từ 200 đến 400mm. Trước tình hình đó, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo chính quyền cơ sở và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực có nguy cơ cao để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ thủy điện nhỏ, công trình đang thi công, sửa chữa. Bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, cả miền Bắc và miền Nam, mưa lớn, dông lốc trong những ngày qua đã để lại nhiều thiệt hại về người và tài sản. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Trong khi ở các tỉnh miền Tây không có thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Một vài thông tin đáng chú ý sau đây. Dù bão số 2 đã tan, nhưng hoàn lưu của nó vẫn ảnh hưởng nặng nề đến ngày hôm nay. Ruộng đồng tan quang và nước phủ trắng đồng, nhà cửa hư hỏng. Tất cả đặt bà con vào tình cảnh bất an và lo lắng. Tổng hợp thiệt hại từ các địa phương. Rất nhiều căn nhà, trụ sở, trường học ở Kiên Giang bị hư hỏng do bão số 2 mấy ngày qua. Tổng cộng gần 430 nhà dân, trụ sở và trường học bị sập và tốc mái. Trong đó có 104 căn nhà, một trụ sở ấp bị sập hoàn toàn. 293 nhà dân và có 2 phòng học bị tốc mái ở huyện An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận, Hòn Đất. Riêng huyện đảo Phú Quốc có 32 nhà dân bị ngập sâu, một căn nhà bị sập hoàn toàn và 7 ghe nhỏ bị chìm. Ước tính mức thiệt hại trên 5 tỷ đồng. Tại Cà Mau, đến cuối giờ chiều ngày 3 tháng 8, ảnh hưởng của cơn bão số 2 trong 2 ngày qua đã gây nên mưa lớn kèm dông lốc, triều cường, khiến gần 380 nhà dân trên địa bàn bị hư hỏng, ước thiệt hại về tài sản hơn 1 tỷ 600 triệu đồng. Trần Văn Thời, Phú Tân, Thới Bình là 3 huyện bị ảnh hưởng nặng. Trong mùa mưa bão hiện nay, vấn đề sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển ở Cà Mau tiếp tục diễn biến phức tạp, không loại trừ khả năng xuất hiện những cơn lốc xoáy nguy hiểm, triều cường dâng cao bất ngờ. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng hôm qua cho biết,
dòng lốc 4 ngày qua đã gây hư hại cho hơn 100 căn nhà của người dân, tập trung ở huyện Kế Sách, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú và thành phố Sóc Trăng. Các huyện còn lại đang rà soát tổng hợp thiệt hại. Tại thị xã Ngã Năm có 3 căn sập hoàn toàn và 30 căn bị tốc mái. Long Phú đã xảy ra 2 vụ sạt lở gây thiệt hại tại các xã Sông Phụng và Phú Hữu. Các địa phương đang được khẩn trương khảo sát thiệt hại, hỗ trợ người dân. Còn nỗi khổ nào bằng tình cảnh nhà không được lành lặn, quà màu mất trắng, khó khăn lại thêm khó khăn. Theo dự báo, mùa mưa bão từ đây đến cuối năm sẽ còn diễn biến khó lường. Người dân và chính quyền địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó khi có sự cố xảy ra là điều cần làm ngay. Thiên tai gây thiệt hại cho người dân là điều không ai tránh khỏi, mong bà con sớm vượt qua để ổn định cuộc sống. Không phải ảnh hưởng của bão mà thiệt hại cũng không nhỏ, bao nhiêu tiền của công sức của người dân đành bỏ sông bỏ bể chỉ vì ô nhiễm nguồn nước. Xung quanh tình trạng cá bè chết hàng loạt trên sông Đồng Nai, đoạn qua thành phố Biên Hòa, Chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu nước để đưa đi kiểm nghiệm. Chi cục Thủy sản Đồng Nai cũng đã đến hiện trường lấy mẫu cá chết đưa đi kiểm nghiệm và thống kê số lượng cá chết. Bước đầu, ngành chức năng ước tính có hàng chục tấn cá tại hàng trăm lồng bè đã bị chết trong những ngày qua. Nguyên nhân cá chết có thể là do tại đoạn sông này, lồng bè cá được nuôi dày đặc, hàm lượng oxy trong nước giảm. Về chất lượng nước, kết quả quan trắc những lần gần đây cho thấy nhiều thông số chưa đạt quy chuẩn, trong đó hàm lượng vi sinh E. coli vượt từ 16 đến 158 lần, coliform từ 1 đến 7 lần. Trên sông Đồng Nai, đoạn qua thành phố Biên Hòa, hiện có khoảng 250 hộ nuôi cá bè với sản lượng hàng chục ngàn tấn. Trước đây đã có rất nhiều lần nơi đây xảy ra tình trạng cá chết với số lượng hàng ngàn tấn. Một thông tin tích cực về công tác điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19. Dù số ca mắc không ngừng tăng lên, tuy nhiên vẫn có các trường hợp khỏi bệnh được ghi nhận. Trong ngày hôm qua, có thêm một bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân 397, nữ, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân thứ 4 dương tính với SARS-CoV-2 được điều trị cách ly tại bệnh viện. 3 người trước đó đã khỏi bệnh. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Như vậy, tới thời điểm này, cả nước có 374 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện còn 268 bệnh nhân đang được theo dõi điều trị. Trong số này có 9 ca âm tính lần 1, 12 ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Liên quan đến bệnh nhân số 620, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam cho biết, các đơn vị chức năng đã xác định 15 người thuộc diện F1, đồng thời tổ chức cách ly, giám sát y tế cho những người này. Tổ chức phun khử khuẩn ổ dịch theo đúng quy định, tiếp tục phối hợp tìm kiếm để hỗ trợ những người thuộc diện F1, F2 ở các địa phương khác. Tỉnh Hà Nam cũng đã cách ly tạm thời khu dân cư nơi bệnh nhân 620 sinh sống với khoảng 235 hộ dân. Với con số trên 88.600 trường hợp về từ Đà Nẵng, cộng với 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, nguy cơ lây lan trong cộng đồng tại Hà Nội là rất lớn. Chỉ đạo cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 chiều qua, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả các trường hợp xuất hiện cùng thời gian, địa điểm với ca bệnh đã công bố thì coi như là F1, chứ không chỉ là từ vùng dịch trở về. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm nên cần thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là. Đặc biệt hiện nay có rất nhiều ca bệnh không có triệu chứng, thậm chí kinh nghiệm chống dịch của Hà Nội các giai đoạn trước cũng cho thấy nhiều ca được xét nghiệm âm tính nhưng sau đó lại dương tính. Tính đến nay, tất cả các trường hợp về từ Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm PCR đều cho kết quả âm tính. Trên 70.600 người cũng đã được xét nghiệm test nhanh, phát hiện 12 trường hợp dương tính. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm khẳng định PCR đã âm tính. Được xem là ổ dịch đang lây lan ra nhiều địa phương, Đà Nẵng đã dốc toàn lực để hạn chế sự lây lan này. Không cách nào hiệu quả bằng việc khoanh vùng và dập dịch ngay. Chiều qua, lực lượng binh chủng hóa học Bộ Quốc phòng phối hợp với địa phương phun xịt khử khuẩn toàn bộ bề mặt địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng triển khai công tác phun khử khuẩn trên diện rộng. Để phun xịt khử khuẩn diện tích bề mặt rộng khoảng 500.000 m², đơn vị thuộc binh chủng hóa học đã phải điều động 7 phương tiện chuyên dụng với nhiều trang bị mới hiện đại cùng nhiều 30 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ giúp giảm thiểu mầm bệnh tồn tại ngoài môi trường.
Riêng với các hộ có người nhiễm COVID-19 và các hộ F1 được phun khử khuẩn trong nhà. Loại hóa chất sát khuẩn được phun có tính oxy quá cao sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cán bộ chiến sĩ. Do đó, lực lượng tham gia làm nhiệm vụ được trang bị đồ bảo hộ một cách kỹ lưỡng ngay từ đầu. Lo ngại dịch bệnh bùng phát nhanh khó kiểm soát, nhiều nơi sẽ rơi vào tình trạng thiếu trang thiết bị và cũng như là nơi cách ly, nhất là tại thành phố Đà Nẵng, một số tỉnh miền Trung. Mới đây, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam là cơ sở tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 cho tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh lân cận. Để tăng cường năng lực cho bệnh viện này, đảm bảo thu dung, quản lý, điều trị COVID-19, Bộ Y tế đề nghị giám đốc 3 bệnh viện, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh gửi các chuyên gia hỗ trợ đào tạo và trực tiếp tham gia điều trị người bệnh cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Còn tại Huế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khẩn trương cử một đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch COVID-19 và các chuyên gia hồi sức tích cực đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2. Việc chia lửa với nơi tâm dịch được xem là nguồn động viên lớn để đội ngũ y bác sĩ yên tâm chữa trị cho nhiều bệnh nhân, nhất là trong lúc cấp bách này. Có thể thấy cuộc chiến chống giặc COVID-19 không phải ngày 1, ngày 2. Càng cam go hơn khi ở tâm dịch Đà Nẵng, những bệnh nhân ở đây đều mắc các bệnh lý nền nặng, cộng với tuổi cao sức yếu, phải hồi sức tích cực, tim mạch và thận nhân tạo. Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường để hỗ trợ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng chia bớt gánh nặng cho nơi đây. Chúng ta có thể chiến thắng đại dịch bằng sự quyết tâm, ý thức và sự đồng lòng của toàn dân. Thưa quý vị, minh chứng rõ nhất là dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên thì vẫn không làm những y bác sĩ gục ngã. Nó còn khiến cho những chiến sĩ áo trắng càng kiên cường hơn và vững tin vào một ngày mai bóng dáng con virus nguy hiểm này sẽ không còn tồn tại. Chiều qua, tổ công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường hỗ trợ không chỉ cho riêng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Đà Nẵng mà còn hỗ trợ Quảng Nam, Huế và các tỉnh miền Trung, cho nên không ấn định thời gian trở về. Đây là ekip về xét nghiệm gồm đầy đủ các chuyên gia từ lấy mẫu, mã hóa đến xử lý mẫu, làm và chạy kết quả. Hiện Bộ Y tế đã nâng công suất xét nghiệm tại Đà Nẵng lên 10.000 mẫu một ngày. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng các chuyên gia giỏi nhất đã vào Đà Nẵng phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi y bác sĩ đều có gia đình, người thân và những nỗi lo lắng, niềm riêng được gác lại vì nhiệm vụ cao cả là cứu người. Đại dịch COVID-19 đang hoành hành, nhưng chúng ta có niềm tin vượt qua được đại nạn bởi vì chung quanh ta còn rất nhiều con người tài trí và nhiệt quyết, dám hy sinh bản thân vì sức khỏe cộng đồng, vì sự an nguy của đất nước. Không gì có thể đánh bại được sức mạnh của sự đoàn kết. Thưa khán giả, Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 phòng chống dịch COVID-19. Dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng tại nhiều địa phương, trong đó có các đô thị lớn, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm quan điểm chống dịch như chống giặc, tuyệt đối không lơ là chủ quan, hoang mang, dao động. Mọi giải pháp chính phủ đang áp dụng đều nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Thông điệp này đã được nhấn mạnh tại phiên họp báo chí của chính phủ thường kỳ diễn ra vào tối qua tại Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu bằng nhiều biện pháp phù hợp kêu gọi người dân chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe. Khi có biểu hiện ho, sốt thì thông báo để được kiểm tra, xét nghiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chủ động ngăn chặn lây lan dịch bệnh, song cần hạn chế các tác động bất lợi đến đời sống của người dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Lưu ý cân nhắc toàn diện, chặt chẽ, tối ưu, phạm vi và quy mô hợp lý khi quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhanh nhất trên phạm vi toàn quốc việc cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. Bộ Y tế thực hiện việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 từ nguồn bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, cũng như xây dựng bệnh viện dã chiến, đảm bảo cho việc thu dung điều trị các trường hợp mắc bệnh, không để tiếp tục xảy ra các ổ dịch tại các cơ sở y tế, hạn chế tử vong. Thủ tướng cũng giao kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, đi cùng xử lý nghiêm theo pháp luật, kể cả xử lý hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, găm hàng, tăng giá.
Thưa quý khán giả, dịch bệnh phức tạp, nhưng thực tế gần đây có ít nhất 20% người dân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Do đó, từ ngày mai, 5 tháng 8, các địa phương sẽ xử phạt hành chính hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch của Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc họp giao ban vào chiều qua, có sự tham gia của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Nhân cùng chiều thông tin phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch. Ngoài xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, còn công khai danh sách các địa điểm bán khẩu trang, nước sát khuẩn đến từng khu phố, ấp, tổ dân phố. Nếu khan hiếm hàng, tăng giá, phải báo ngay cho Sở Công Thương. Thành phố Hồ Chí Minh cũng thành lập các đội phản ứng nhanh tuần tra giải tán các đám đông quá 30 người trước công sở, trường học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm trước thành phố nếu người thuộc diện cách ly tại nhà nhưng ra khỏi nhà. Đồng thời, các sở ngành quận huyện phải thông tin đến người dân những địa điểm bán khẩu trang trên địa bàn. Thưa quý khán giả, việc đeo khẩu trang theo quy định sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được sự lây lan của virus nguy hiểm này. Đây được xem là lá chắn an toàn trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Và thêm một thông tin đáng quan tâm dành cho người cao tuổi. Trong công điện của Bộ Y tế gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh thực hiện công tác phòng chống kiểm soát lây nhiễm. Đặc biệt lưu ý người cao tuổi có bệnh nền nên hạn chế ra ngoài, tránh khu vực công cộng. Các cơ sở y tế cần thực hiện theo kịch bản phòng chống dịch mức cao nhất. Bệnh viện và những nơi khám chữa bệnh phải thực hiện giãn cách tại khu vực tập trung đông người. Người nhà chăm sóc bệnh nhân phải tạo môi trường thoáng khí cho buồng bệnh. Các cơ sở y tế phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh có nguy cơ cao mang bệnh nền. Đồng thời, người bệnh đang điều trị tại khoa lâm sàng cần được sàng lọc, cách ly và xét nghiệm sớm SARS-CoV-2. Ngoài ra, những cơ sở này được cấp phép phát thuốc điều trị bệnh mãn tính trong thời gian tối đa 3 tháng. Với người cao tuổi, nếu gặp vấn đề về sức khỏe, các trường hợp này nên liên hệ với y tế, xã, phường, bác sĩ gia đình và chỉ tới cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp thật sự cần thiết. Ưu tiên khai báo y tế cho người từ 60 tuổi trở lên có bệnh nền và các bệnh mãn tính. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh tại thành phố Đà Nẵng và 6 thành phố, thị xã, huyện của tỉnh Quảng Nam đang thực hiện cách ly xã hội sẽ thi đợt thứ 2. Tại họp báo chính phủ chiều qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết thời điểm tổ chức đợt 2 của kỳ thi do địa phương đề xuất, khi đó tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Và những thí sinh thuộc diện F1, F2 thi cùng đợt với thí sinh Đà Nẵng, Quảng Nam, khi ấy cũng hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định. Do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chia thành 2 đợt, việc tuyển sinh bằng kết quả thi này cũng chịu ảnh hưởng. Để đảm bảo quyền lợi thí sinh, Bộ Giáo dục sẽ có công văn chỉ đạo các trường, sở giáo dục đại học, tạo điều kiện thuận lợi, có phương thức tuyển sinh, chia chỉ tiêu phù hợp cho từng đợt. Nói thêm về phương án tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng kết luận không thể lùi kỳ thi vì còn liên quan đến xét tuyển đại học. Theo luật giáo dục, học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện theo quy định, được dự thi, đặt yêu cầu sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc xét đặc cách phải tính toán báo cáo Quốc hội, thẩm quyền quyết định thi thuộc Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Những địa phương không thuộc diện giãn cách sẽ thi bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình thi, các tỉnh phải có giải pháp phòng chống dịch bệnh như ngồi giãn cách vừa đủ, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Ngoài ra, việc xét đặc cách công nhận tốt nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt về vấn đề pháp lý. Trước đó, vào sáng ngày 3 tháng 8, kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chu đáo, khoa học, không để xảy ra sơ suất. Hôm qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Exim Bank thông báo tạm ngưng hoạt động 14 ngày đối với phòng giao dịch Exim Bank Vạn Hạnh tại phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh do một ca nhiễm COVID-19 đã đến giao dịch và tiếp xúc với nhân viên giao dịch. Theo Exim Bank, từ thông báo của chính quyền địa phương về việc rà soát lịch sử đi lại của một ca mắc COVID-19 mới đây cho thấy bệnh nhân đã đến giao dịch tại phòng giao dịch Vạn Hạnh, tiếp xúc trực tiếp với một nhân viên giao dịch và tiếp xúc với các nhân viên còn lại tại sảnh giao dịch. Ngân hàng cũng đã phun khử trùng và lau dọn phòng giao dịch. Các nhân viên còn lại đã tự cách ly tại nhà. Ngân hàng cũng giao các đơn vị khác trong hệ thống hỗ trợ xử lý hồ sơ của các khách hàng. Sự chủ động là cần thiết, thế nhưng bên ngoài cánh cổng của phòng giao dịch lại xuất hiện mấy chiếc ghế và vài người đàn ông đang ngồi uống nước. Tất cả đều không biết rằng mình đang ngồi uống nước ở ngay nơi mà một bệnh nhân COVID-19 từng có mặt.
Và thưa quý khán giả, sau khi phong tỏa tuyến đường có bệnh nhân 595 sinh sống, vào chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản yêu cầu thành phố Biên Hòa chỉ đạo không tập trung quá 20 người và tạm ngưng hớt tóc tập gym. Mọi hoạt động này đã có hiệu lực kể từ 0 giờ sáng ngày 4 tháng 8. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thành phố Biên Hòa yêu cầu người dân ở tại nhà chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, như là mua lương thực, thực phẩm hay là làm việc, sản xuất, các trường hợp khẩn cấp. Khi người dân ra đường phải đeo khẩu trang, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng và giữ khoảng cách 1 mét khi tiếp xúc. Đối với các hoạt động dịch vụ, thành phố chỉ đạo tạm ngưng hoạt động các cơ sở làm đẹp, spa, massage, hớt tóc, tập gym, trò chơi điện tử cũng như các hoạt động giải trí thể thao ở các khu du lịch, công viên và sân vận động. Thưa quý vị, trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì các phóng viên và báo làm nhiệm vụ thông tin về dịch bệnh cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Và những ngày qua, trong rất nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ khắp nơi cho Đà Nẵng, thì cũng có những sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa và kịp thời cho đội ngũ phóng viên báo chí đang tác nghiệp tại vùng tâm dịch này. Ghi nhận của chương trình. Túc trực tại các điểm nóng, theo dõi cập nhật thông tin 24/24 giờ, tác nghiệp quên ăn, quên ngủ. Đó là hình ảnh quen thuộc của hàng trăm phóng viên, nhà báo tại tâm điểm dịch COVID-19 Đà Nẵng trong những ngày qua. Và vì vậy, đây cũng là những người có nguy cơ lây nhiễm cao, rất cần được trang bị bảo hộ để đảm bảo an toàn phòng dịch. Trong tình thế cấp bách, hàng chục ngàn chiếc khẩu trang y tế, hơn 500 bộ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn tay đã được trao tặng cho các phóng viên ngay trong tuần đầu tiên dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng tới những chiến sĩ trên mặt trận thông tin. Rất nhiều cái người mạnh thường quân, người thì hỗ trợ khẩu trang, người thì hỗ trợ cái nước sát khuẩn, thậm chí là người hỗ trợ cả tiền, hỗ trợ cho anh em kéo dài trong cái đợt dịch. Hy vọng là sẽ đảm bảo đủ cho anh em tác nghiệp và an toàn. Khi mà nhận được những cái hỗ trợ trang thiết bị của các doanh nghiệp, cá nhân thì chúng tôi tác nghiệp rất là yên tâm. Khẩu trang, kính bảo hộ, găng tay, mọi thứ rất cần thiết cho chúng tôi. Với những chia sẻ kịp thời và ý nghĩa của các đơn vị, cá nhân, đội ngũ phóng viên báo chí đang tác nghiệp trong tâm dịch vững tâm hơn để tiếp tục truyền tải những dòng tin, những hình ảnh chân thực, sống động và kịp thời về tình hình dịch bệnh và nỗ lực phòng chống dịch tại các điểm nóng. Ở những nơi nguy hiểm như thế, cần lắm sự động viên chia sẻ của cộng đồng để những đồng nghiệp của chúng tôi có thêm sức mạnh để ngày đêm túc trực, không khác gì đội ngũ y bác sĩ, mang đến cho người dân nhiều thông tin bổ ích và cần thiết nhất. Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại trang web tờ khaiyte.vn hoặc tải ứng dụng nCoV từ địa chỉ trang web nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Theo quy định, các bệnh viện bắt buộc phải ký kết hợp đồng với một công ty môi trường để thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại. Việc để tuồn một lượng lớn rác găng tay y tế đã qua sử dụng trong thời gian vừa qua. Trách nhiệm thuộc về ai? Mức xử phạt cho hành vi gian dối này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận trong phần sau của chương trình. Thưa quý khán giả, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu lây lan trở lại, Bộ Công an đã ban hành rất nhiều công văn, chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị 16, chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu tăng cường quản lý, phối hợp và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép.
người phát ngôn Bộ Công an cho rằng cần phân thành hai loại là người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp và người Việt Nam đi lao động làm việc ở nước láng giềng trở lại trái phép qua đường mòn lối mở. Bởi đầu năm đến nay, có 27 trong số 63 địa phương trên cả nước có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với 504 người. Đa phần người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là để tìm việc, có người đi du lịch, một số người sang Campuchia đánh bài. Theo Thiếu tướng Tô Ân Sô, thời gian này ở Trung Quốc xảy ra thiên tai dịch bệnh. Trong khi đó, Việt Nam là điểm đến an toàn, nên một lượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép để tìm việc, đi du lịch, rồi qua Việt Nam để sang Campuchia để đánh bài. Ví dụ như An Giang có 4 trường hợp, Bắc Ninh 35, thành phố Hồ Chí Minh là 12. Từ tháng 6 đến nay, cơ quan công an biên phòng các địa phương đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đã khởi tố 5 vụ với 19 đối tượng. Trước thông tin báo chí phản ánh về việc có hàng chục, hàng trăm người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định số này đa phần là bà con đi lao động chui ở Trung Quốc, đặc biệt bà con ở các tỉnh biên giới, những người có người thân ở Trung Quốc. Họ tự đi sang Trung Quốc tìm việc làm và khi hết việc thì trở về qua đường mòn lối mở. Mới đây nhất, tổ công tác thuộc đồn biên phòng Tân Thanh đang làm nhiệm vụ chốt chặn đường mòn lối mở thì phát hiện một nhóm người có nhiều biểu hiện nghi vấn, bắt giữ 25 đối tượng gồm 10 nam và 15 nữ nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Các đối tượng khai nhận năm ngoái đã xuất cảnh trái phép qua biên giới để lao động thuê, nay không có việc làm nên đã nhập cảnh trái phép để quay về nước. Hiện đồn biên phòng Tân Thanh đã bàn giao các đối tượng cho Bộ Chỉ huy quân sự Lạng Sơn để thực hiện các thủ tục phương án cách ly y tế theo quy định. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang tìm cách để bảo vệ chính mình, trong đó khẩu trang y tế là mặt hàng hot nhất. Ở nước ta có thời điểm cả trăm người giữa trưa đã chen chúc nhau tạo nên một khung cảnh hỗn độn tại các chợ. Nhưng mà thật bất ngờ, mới đây, sau một tuần thì khẩu trang y tế đã hạ nhiệt rất nhanh, thậm chí là nhiều dân buôn dở khóc dở cười khi mà giá khẩu trang lại lao dốc không phanh. Nếu cách đây một tuần, thị trường ảo khi nhiều người rao bán, nhưng muốn mua phải chờ cả tuần mới có hàng. Bị găm hàng như vậy khiến cho giá cứ sốt lên từng ngày. Từ 2 triệu đồng một thùng, khẩu trang bị đẩy lên tới 7 triệu đồng một thùng, thì giờ giá đã giảm một nửa so với tuần trước. Giá sập nhanh khiến dân buôn trở tay không kịp. Có người nhập khẩu trang với giá 6 triệu 300 ngàn đồng một thùng, nhập số lượng 100 thùng, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa bán hết. Lượng hàng còn nhiều, không ít người lỗ nặng khi giá thị trường còn về 3 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng một thùng, phải rao bán nhanh với giá rẻ hơn để tránh lỗ thêm. Hiện tại, nhu cầu của người dân chưa đẩy lên cao như thời điểm giãn cách xã hội, do đó nhu cầu thực tế của thị trường cũng chưa cao hẳn. Tranh thủ lúc giá còn rẻ, người dân nên mua một lượng nhất định để sử dụng phòng trường hợp dịch bùng phát mạnh. Thưa quý khán giả, để tránh tình trạng găm hàng đẩy giá lên cao, cũng như là việc đổ xô chen lấn đi mua những chiếc khẩu trang không đảm bảo chất lượng. Xét thấy nhu cầu cấp bách như hiện nay, mới đây Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đã bắt đầu đưa ra thị trường hơn 12 triệu chiếc khẩu trang giải kháng khuẩn và đặc biệt là giá cả hợp lý. Theo các chuyên gia sức khỏe, thay vì tập trung cho khẩu trang y tế thì khẩu trang giải kháng khuẩn cũng là một trong những lựa chọn tốt nhất để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch Covid-19. Với nhiều chiêu làm giá khẩu trang trên thị trường, Tổng giám đốc Sài Gòn Co-op cho biết vừa chỉ đạo hệ thống siêu thị Co-op, Co-extra, Co-op Food xuất kho tung ra thị trường hơn 12 triệu khẩu trang giải kháng khuẩn đạt chuẩn để bán không tăng giá. Ngoài ra, hệ thống bán lẻ thuộc Sài Gòn Co-op cũng đưa lên kệ hơn 100.000 chai nước rửa tay, gel rửa tay khô với giá không đổi và tổ chức giám sát giá, giảm giá hàng thiết yếu liên tục để hỗ trợ người dân. Thưa quý khán giả, theo quy định thì găng tay y tế, khẩu trang là dụng cụ dùng một lần và bắt buộc phải tiêu hủy sau khi sử dụng. Thế nhưng, chỉ trong vòng 2 ngày cuối tuần qua, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện 4 cơ sở thu mua găng tay tái chế với số lượng lớn. Sẽ ra sao nếu hàng triệu đôi găng tay bẩn này được sử dụng trong các bếp ăn tập thể, trong trường học, bệnh viện? Nằm sâu trong khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Chẳng ai ngờ, trong căn nhà này có tới hơn 15 tấn găng tay cao su được chất đầy nhà. Bên cạnh còn có một số hộp găng tay đóng hộp
nhãn hiệu Asamiba xếp thành đống. Địa điểm kho chứa hàng này cũng chính là trụ sở trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng PM. Đơn vị bị phát hiện phù phép găng tay cao su cũ thành găng tay mới tại khu công nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình. Thế nhưng chủ cơ sở này lại phủ nhận không liên quan gì tới công ty PM, trong khi chính nhân viên của công ty lại khẳng định hàng hóa đều được chuyển về tại đây. Tại một địa điểm khác thuộc phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện có 24.000 chiếc găng tay cao su không xuất trình được công bố tiêu chuẩn sản phẩm và vi phạm về nhãn, 142 kg găng tay cao su không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cùng thời gian này, quản lý thị trường Hưng Yên phát hiện tại kho của công ty cổ phần thiết bị y tế Đại Dương Xanh hơn 500.000 găng tay nhãn hiệu Asamiba đóng hộp và gần 100 hộp găng tay Asamiba Made in Việt Nam đã thành phẩm do công ty cổ phần quốc tế Royal Việt Nam sản xuất. Bằng các thủ đoạn thu gom hàng không còn sử dụng được rồi đem đi tái chế làm phẳng bằng nhuốc kéo giãn những chỗ nhăn nhúm không được tẩy rửa vệ sinh hay khử trùng, sau đó cho vào túi ni lông, xếp vào hộp rồi dán tem. Với thủ đoạn này, công ty PM đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cục nghiệp vụ quản lý thị trường cho hay sẽ chỉ đạo cục quản lý thị trường các tỉnh xác minh đường đi của công ty găng tay tái chế này như thế nào, lợi nhuận ra sao để có căn cứ xử lý nghiêm. Dòng do, né tránh, gian dối khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang là đặc điểm chung của tất cả các đối tượng ở cả 4 địa điểm bị cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất. Hành vi này sớm muộn chi cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo bản tin 6 giờ ngày 4 tháng 8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết đã có thêm 10 ca mắc mới COVID-19. Trong số này thì có 7 ca tại Đà Nẵng và 3 ca tại Quảng Nam. Như vậy thì đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 652 ca bệnh. Trong một diễn biến khác, mới đây, 4 đối tượng liên quan trong vụ buôn bán trang phục phòng dịch COVID-19 đã bị truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Nhóm 4 bị can này làm giả tổng cộng gần 15.000 bộ trang phục phòng dịch, tương đương với giá trị hàng thật hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là hàng hóa làm giả gắn nhãn mác của công ty Phúc Hà tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội và công ty Quang Trung ở Hoàng Mai. Các đối tượng thu mua khẩu trang, quần áo, kính, giày không đảm bảo chất lượng từ một đối tượng rồi chỉ đạo nhân viên đóng gói, dán nhãn các đơn vị sản xuất khác đã được cơ quan y tế cấp phép. Cáo trạng xác định Trương Thị Bình, phó giám đốc công ty Đức Anh là chủ mưu. Việc sản xuất khẩu trang, thiết bị y tế dởm không chỉ là hành vi gian dối trong hoạt động kinh doanh thương mại mà còn tiềm ẩn nguy hại đến sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến của dịch COVID-19 ngày càng phức tạp. Cần phải xử lý nghiêm những hành vi trục lợi bất chính này. Theo Điều 192 Bộ Luật Hình sự hiện hành, về tội danh sản xuất buôn bán hàng giả và người phạm tội phải đối diện với khung hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền là từ 20 triệu đồng cho đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc là làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, hoặc là tịch thu một phần hay là toàn bộ tài sản. Quý khán giả đang đồng hành cùng chương trình Tin tức Đông Tây được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày trên kênh HGTV. Thưa quý vị, để đảm bảo công tác điều trị cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày, đồng thời để giảm và hạn chế lượng người đến khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện, diện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và y tế ngành để hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Bác sĩ, y sĩ kê đơn thuốc căn cứ tình trạng người bệnh, có thể kê số lượng thuốc sử dụng trong đơn cho người bệnh là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày, không quá 3 tháng. Cơ sở khám chữa bệnh phải cung cấp số điện thoại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh để liên hệ khi cần thiết, đồng thời tăng cường tổ chức khám bệnh và kê đơn cấp phát thuốc cho người bệnh tại trạm y tế, xã, phường. Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức cấp phát thuốc tại nhà. Việc kê đơn thuốc này chỉ thực hiện trong thời gian thực hiện giãn cách, cách ly xã hội của địa phương. Khi hết thời gian giãn cách, cách ly xã hội, thực hiện theo quy định hiện hành. Thưa quý khán giả, tại cuộc họp báo chính phủ vào chiều qua, báo chí đặt câu hỏi về việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật nhà nước liên quan đến vụ án Nhật Cường. Vậy tiến trình điều tra đến nay ra sao?
Người phát ngôn thuộc Bộ Công an cho biết vụ án Nhật Cường là một vụ án rất nghiêm trọng và phức tạp, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, theo dõi và chỉ đạo. Đến nay đã khởi tố 28 bị can, trong đó bắt giam 20 bị can và truy nã 8 bị can, tức còn 8 bị can chưa bắt được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án 4 người tội danh về tội buôn lậu, tội vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tội rửa tiền, tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, trong khi cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, thì ngày 16 tháng 7, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Đến ngày 21 tháng 7 đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật liên quan đến công ty Nhật Cường, gồm 2 bị can làm việc ở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và 1 bị can ở C03 Bộ Công an. Thiếu tướng Tô Ân Sô khẳng định vụ án đang trong quá trình điều tra. Khi có kết quả, Bộ Công an sẽ thông tin đến báo chí và sẽ cố gắng kết thúc vụ án trong quý 3 này. Thưa quý vị, giữa đêm khuya, có một băng nhóm thuê xe du lịch từ Bình Dương lên Bình Phước cắt hàng rào đột nhập vào một công ty đang làm ca đêm, trộm cắp xe mô tô trong bãi xe mang ra biên giới tiêu thụ. Nhưng cho dù có ma mảnh và tinh vi đến đâu thì cũng sẽ xa lưới pháp luật. Đây là 5 đối tượng đều nghiện ma túy và có tiền án, tất cả đã thuê ô tô hiệu Hyundai của một người tên Linh. Linh cũng là người điều khiển xe chở các đối tượng lên Bình Phước, rồi trộm 2 xe mô tô loại Accenter và Sonic tại nhà xe của công ty Đông Hà tại khu công nghiệp Minh Hưng 3, xã Minh Hưng, huyện Chân Thành. Sau đó chạy thẳng ra khu vực biên giới huyện Lộc Ninh để bán chiếc xe Accenter sang Campuchia. Chiếc còn lại thì thay tem, thay biển số giả để sử dụng lại. Cảnh sát điều tra đã thu hồi được chiếc xe này tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và làm thủ tục trao trả lại cho chủ sở hữu. Với thủ đoạn hành xử chống dánh là trộm rồi tuồn ra biên giới một cách nhanh chóng hoặc là trả phụ tùng, thay tem, biển số giả, nhóm trộm cắp tài sản này hoạt động liên tỉnh, thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm khác nhau. Rất may là lực lượng công an đã kịp thời triệt phá để người dân an tâm hơn. Có thể thấy thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp ngày một ma mảnh, đáng nói là tội phạm còn rất trẻ. Tại Bình Phước, một băng nhóm gây ra hàng loạt các vụ trộm ở huyện Bù Đốp vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an triệt phá bắt giữ. Điều đáng nói là nhóm đối tượng này chỉ mới ở độ tuổi là từ 15 đến 17 tuổi. Có đối tượng còn từng bị các cơ quan tố tụng xử lý trong một vụ án trước đó đang chờ thi hành án. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Ngô Tùng Lâm, 16 tuổi, Nguyễn Thành Phước, 15 tuổi và Trần Khánh Duy, 17 tuổi đều ở huyện Bù Đốp khai nhận. Mấy tháng gần đây đã gây ra 20 vụ trộm cây cảnh, xe mô tô, đồ gia dụng trong các gia đình. Theo lời khai, ban ngày băng trộm nhí này tìm chỗ chơi và ngủ. Đêm đến khoảng từ 24 giờ trở đi, khi mọi người đã ngủ ngon, chúng sẽ đi trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bù Đốp đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Tuy còn nhỏ, nhưng các đối tượng trong nhóm đều có biểu hiện sử dụng chất ma túy, để rồi sa vào con đường trộm cắp. Công an thành phố Quy Nhơn bắt tạm giam Trần Minh Trí, sinh năm 1993, ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đầu tháng 5 vừa qua, bị công an khởi tố, nhưng cho tại ngoại. Trong thời gian này, Trí tiếp tục vi phạm pháp luật, nên công an bắt tạm giam. Theo điều tra, trong lúc lực lượng công an cùng các ngành tập trung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thì Nguyễn Hoàng Hải cầm đầu cùng Trần Minh Trí và một số thanh niên khác do có mâu thuẫn từ trước, nên không ít lần hẹn đánh nhau với nhóm nông dân Phú. Ngày 26 tháng 3, trong lúc ẩu đả, Phú đã bị Trí bắn đạn trúng vào đầu và được cấp cứu. Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá thành công chuyên án, thu giữ tang vật gồm 84.800 viên ma túy tổng hợp, 3 đối tượng bị bắt giữ. Trong đó, Cứ A Vãng, sinh năm 1972, trú tại tỉnh Điện Biên, đã nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người quốc tịch Lào từ Điện Biên sang Lào Cai và giao cho một đối tượng người Trung Quốc để nhận 150 triệu đồng tiền công. Giảng đã thuê thêm 2 người để dẫn đường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng để điều tra về chuyên án này. Công an huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hàng chục đối tượng cùng các tang vật để điều tra làm rõ hành vi sử dụng ma túy trái phép. Trước đó, công an bất ngờ đột kích vào nhà đối tượng Đỗ Tiến Hưng ở xã Gia Tân 2, phát hiện 28 đối tượng có biểu hiện phê ma túy cùng một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, 2 viên nén nghi là ma túy và các dụng cụ kích thích. Kết quả test nhanh có 23 đối tượng dương tính với chất ma túy.
Cơ quan công an xác định sau khi cùng nhau dự liên hoan mừng sinh nhật, các đối tượng đã kéo về nhà của Hưng để tiếp tục vui chơi sử dụng ma túy. Mẹ ơi, sao tay con lại ngắn hơn các bạn? Sao con không cầm bút như bình thường? Vì sao chân trái của con lại thiếu ngón? Tay con ngắn nhưng con có thể viết bài bằng chân. Chân con không lành lặn nhưng con vẫn có thể hát, vẽ và đi đến những miền đất rất xa mà không phải bạn nào cũng tới được. Thưa quý khán giả, chúng ta vừa nghe cuộc trò chuyện cứ được lặp đi lặp lại qua nhiều năm giữa một thiên thần bé nhỏ hay đặt câu hỏi cho mẹ của mình, và những câu trả lời vừa động viên, vừa yêu thương và cũng mang trong đó nhiều hy vọng của một người mẹ mà cách đây 10 năm đã như chết đứng khi nghe hung tin từ bác sĩ. Câu chuyện của một gia đình nhỏ ở Mỹ Đức, Hà Nội. Cách ngày sinh chừng 3 tháng, trong lần khám siêu âm định kỳ, Dư Linh, sinh linh bé bỏng trong bụng mẹ, đã được chẩn đoán có dị tật bẩm sinh ở tai. Khi nghe tin hai vợ chồng trẻ, anh Tuấn, chị Nương chết đứng như trời trồng, đau xót khi đứa con gái đầu lòng lại hứng chịu nỗi đau thể xác quá lớn lúc con còn chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng ngày Dư Linh được sinh ra, người mẹ gầy quắt queo và đen dẻm vẫn cứ ôm chặt đứa bé vào lòng mà trắm trước khóc. Nhìn đứa bé đỏ hỏn, oe oe chơ đôi cánh tay cụt gần trên cẳng, quờ quạng tìm sữa, chị cảm thấy nhói lòng. Nhưng cơ thể bé nhỏ kia đâu chỉ khiếm khuyết đôi tay. Đâu chỉ khiếm khuyết đôi tay, bé Như Linh khi sinh ra, bàn chân trái của con còn thiếu ngón, co quắp. Trên mặt con còn có một khối u. Với một em bé vừa cất tiếng khóc chào đời, chỉ biết khóc khi khát sữa, vậy mà con đã phải chịu những cơn đau nối tiếp nhau như là cơm bữa của những ca mổ để loại bỏ khối u trên mặt và chữa lành bằng chân. Nhìn con nằm co ro trong phòng bệnh, hai vợ chồng anh Tuấn, chị Nương đau thắt lòng. Những chuyến đi đi về về các bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, chiếc áo blue trắng đã trở nên quen thuộc với gia đình nhỏ. Còn với những người thân hay là những ai biết câu chuyện của Như Linh thì chỉ cần con sống khỏe mạnh là được. Thế nhưng cô bé này đã làm được nhiều hơn thế. Năm 2 tuổi, bé Như Linh mới đủ sức khỏe để chập chững tập những bước đi đầu tiên trong đời. Do bị khiếm khuyết tay và chân trái, nên Như Linh không thể giữ thăng bằng. Cô bé thường xuyên chới với ngã, những cú ngã rất đau. Nhưng không vì thế mà Linh dừng lại. Như Linh tập tễnh vịn ghế bằng đôi tay cánh cụt và bắt đầu những bài học đầu tiên về nghị lực sống. Linh vô cùng hoạt bát và thông minh. Nhìn mọi người sử dụng tay để cầm nắm các vật dụng, bé cũng bắt chước, nhưng theo cách của riêng mình. Cô bé dùng ngón chân kẹp chặt từng thìa cơm, cây kẹo ngọt đầy sắc màu. Đến năm 5 tuổi, trong một lần thấy tập sách của người anh họ, cô bé cũng tò mò tập học theo. Thời gian đầu, bàn chân của con không chịu nghe lời. Cô bé muốn vẽ chữ O, bàn chân ngang ngạnh vẽ thành hình vuông với những cạnh nhọn nhất mắt. Chủ nhân dí muốn viết chữ A, bàn chân cũng không chịu mà xiêu dẹo thành con chữ khác. Những ngày đầu tiên trên hành trình đi nhặt chữ, các kẻ chân của bé Dư Linh sưng rộp vì phải kẹp bút quá lâu, các đầu ngón chân tê cứng. Cực nhất là vào những ngày mùa đông Hà Nội, để có thể giúp con tiếp tục vẽ và viết, chị Nương đã phải cắt hết đầu vớ để lộ ra phần ngón chân. Dù lạnh cống, nhưng bé Dư Linh vẫn run run kẹp bút, gò người trên sàn nhà để học. Giờ thì Như Linh đã 10 tuổi, con đã đến trường đi học. Con có một cách học rất đặc biệt, đó là viết chữ bằng bàn chân bé nhỏ của mình. Như Linh thích học môn toán, thích học vẽ, chữ của con viết có khi còn đẹp hơn cả những bạn cùng lớp. Còn với cha mẹ của Như Linh thì để có thể đến trường, con đã phải tự bước. Hai người chỉ biết động viên bé, bởi vì cả hai đều không biết phải làm như thế nào để giúp con nắn nót con chữ bằng chân. Khi nghe câu chuyện của bé Như Linh thì tôi lại nhớ đến loài chim cánh cụt. Loài chim không thể bay với đôi cánh của mình, nhưng mà chúng vẫn lao vào lòng biển cả, bay vào trùng chương theo cách của riêng mình.
Dì Linh cũng vậy, con đã mạnh mẽ vượt qua cơn đau của những ca phẫu thuật, vượt qua sự khiếm khuyết của bản thân để sống cuộc sống bình thường bằng sự nỗ lực phi thường. Con sẽ là nguồn cảm hứng để những ai khi sinh ra chịu thiệt thòi về thân thể cũng sẽ mạnh mẽ vượt lên chính mình. Mong là con lớn lên khỏe mạnh và thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo của mình. Vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức Đông Tây sáng nay của truyền hình Hậu Giang. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của truyền hình Hậu Giang.